Bài này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện ghép một số cảnh đêm với Photoshop. Và đây các bạn thấy rằng chúng ta có những layer render element trong body mask. Nếu như bạn nào chưa biết yếu tố render này thì các bạn nên tìm hiểu thêm vì nó rất tiện khi chúng ta sử dụng bên Photoshop. Ở đây tôi bật hai file đi kèm. Các bạn bật những file hình này lên, chúng ta sẽ cùng nhau cắt ghép trong Photoshop. Đầu tiên, các bạn có thể bật các đối tượng này để chúng ta xem đây là những kênh gì. Nó gồm rất nhiều kênh để chúng ta lựa chọn. Mục đích của những kênh này chúng ta sẽ cùng nhau chọn nhanh các đối tượng sao cho hợp lý nhất để tách và ghép cho nhanh. Bây giờ tôi chọn kênh trên này. Tôi bật con mắt lên. Các bạn thấy rằng có những phần màu xanh này là những vùng kính của đối tượng ảnh của chúng ta. Bây giờ lần lượt tôi sẽ chọn những vùng màu xanh này bằng cách dùng công cụ này. Chúng ta cho những vị trí xanh cần chọn. Các bạn cho vị trí xanh cần chọn. Ở đây tôi bấm một nhát thì đối tượng chúng ta đã chọn hết các vị trí xanh giống nhau. Do tôi đã bỏ phần giống này đi này. Nếu tôi bấm vào dấu này, tôi cần chân D bỏ chọn và chọn lại thì chọn từng vùng. Nhưng khi tôi bỏ đi, cần chân D và chọn lại thì chọn hết các vùng màu giống nhau. Và tiếp tục, tôi qua đây, tôi giữ Shift chọn thêm vùng xanh nữa. Và chúng ta chọn hết các vùng xanh rồi. Bây giờ tôi đứng trên đối tượng layer 1 này. Các bạn nhấn phím Delete, xóa những vùng này đi. Tôi tắt đối tượng này đi. Các bạn thấy không? Mình lợi dụng vùng chọn trên này để xóa đối tượng dưới này. Tôi nhấn Delete lần tí, xóa rỗng đối tượng này đi, không cần chuyên đề bỏ chọn. Và công việc của chúng ta bây giờ khá đơn giản, các bạn bè phím V trên bàn phím hoặc chọn biểu tượng này, chúng ta qua tấm hình này, các bạn cầm tấm hình này, chặt chuột trái, chặt đừng bỏ và kéo vào trong này, các bạn thả chuột trái ra. Sau khi kéo xong, thả chuột trái ra, chúng ta cầm chặt layer này, chuột trái vào, kéo thả xuống bên dưới layer này. Các bạn thấy rằng đối tượng của chúng ta bắt đầu về sau không nhìn được này. Bây giờ các bạn nhấn Alt Tab, cộng bánh xe, thu nhỏ phóng to. Tôi kéo đối tượng chúng ta sao cho hợp lý nhất vào vùng nhìn này. Tôi đang cố tình giảm không gian nội thất bên trong. Các bạn kéo sao cho tương đối hợp lý theo ý kiến của mình là được rồi. Giả sử tôi kéo vị trí này. Ok. Các bạn nhấn Alt Tab thì bàn phím. Khi các bạn thấy mũi tên trỏ chuột này xuất hiện hai cái mũi tên gần gần nhau này, các bạn nhấn chuột trái kéo lại, chúng ta sao chép vùng nữa. Và tôi cho vùng dưới này xuống bên dưới luôn để chúng ta có các không gian giả phần nội thất bên trong. Thật đơn giản phải không các bạn? Tiếp theo tôi kéo tấm hình thứ hai, kéo đối tượng này, chúng chặt thả qua. Nhưng nếu như các bạn không kéo thì chúng ta làm như thế nào? Thì công việc khá đơn giản, đứng ở tấm hình này, nhấn Ctrl A. Sau đó các bạn vào phần Edit, chọn Copy. Rồi chúng ta qua tấm hình này, và Edit và chọn Paste. Thì đối tượng chúng ta xuất hiện đây rồi. Tôi có thể kéo lên trên cho các bạn thấy. Nó ở đây. Với hai kiểu copy này, các bạn có thể tùy chọn. Mình thích trường hợp nào thì mình chọn trường hợp đó. Bây giờ tôi sẽ kéo dưới layer này. Để nó ẩn đằng sau. Ctrl T trên bàn phím. Kéo đối tượng này ra ngoài. Ship kéo lên. Ship mục đích là để đỡ biến dạng đối tượng. Ví dụ tôi thấy không gian này thì nó hợp lý rồi. Tôi Enter OK. Vậy là rất nhanh, chúng ta đã cùng nhau cắt ghép xong những đối tượng background. Ở những video sau, chúng ta sẽ cùng nhau thắp đèn cho không gian này và cắt ghép thêm một vài phần ngoại cảnh nữa.